Đây, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Viên Cao Cấp. Đây, hôm nay là thứ sáu ngày 15. Đây, vừa mới về một cái cục đầu nòng Dream Thái nha các bạn, siêu đẹp luôn nha các bạn. Đây, đẹp nhất từ trước tới giờ mà bên mình bán luôn. Đây các bạn nhìn chưa, trắng sáng luôn nè, đó, quá đẹp luôn. Đây, đó. Chưa vệ sinh luôn nha các bạn, đẹp chưa vệ sinh luôn nha, chưa tẩy. Đó, các bạn thấy dấu đất bám ở trong vẫn còn á, dấu nhớt trong vẫn còn á, bên ngoài là rất là đẹp. Đấy, cái đầu này các bạn thấy chưa, đẹp xuất sắc luôn nha. Đây, cục này AT này 97, thấy chưa, không thể nào đẹp hơn cục này được. Cục này là quá xuất sắc rồi, rất là nhiều anh em dặn hơi Dream Thái nhưng mà hàng này không phải là lúc nào cũng có cho nên hơi hiếm nha các bạn. Này, cam cọ trong này đẹp nha. Đây là cục Dream Thái cốt không nha các bạn, cốt không ấy tăng đai nha. Này, cái lồng ở trong nè rất là đẹp. Đó, hai cây xúc bắp con chữ luôn kìa, thấy chưa, trong sạch sẽ nè. Rồi, bao nguyên dinh, bao mạnh, hơi mạnh cho các bạn, cam cò em nha. Đây, trái piston của nó mình mới tháo ra. Đó, GN5. Đây, GN5 cốt không, trái piston đẹp, không chạy xước nha, trái piston chưa bị chạy xước. Rất là đẹp nha các bạn. Rồi, khi chúng ta mua một cái đầu nòng, không, khi chúng ta chơi xe, chúng ta về dinh, là về dinh là một chuyện rồi, về dinh mà được cái cục ngon nữa là một chuyện khác. Khi cái cục này nè, ví dụ khi chúng ta mua, ha, khi chúng ta mua cái cục này cốt không chưa sấy, cái trái này rinh chưa sấy, thì nó có hai trường hợp. Một là cục này rinh, này cốt không chưa sấy mà các bạn chạy gọi là chạy hết hơi luôn rồi các bạn, chạy gọi là nó mòn đến mức độ coi như là lên cốt một luôn vậy đó, nhưng mà lúc đó là cái trái nó còn rinh, cái nòng vẫn còn rinh thì vẫn gọi là cốt không, đúng không? Trường hợp thứ hai là cái trái này rinh, cái nòng này rinh và cái hơi của nó vẫn còn dinh, cái hơi chưa có bị xuống đó, thì các bạn mua, các bạn sẽ lưu ý là mua dinh nhưng mà hơi còn hay không, chứ không phải là dinh mà mắc hơi, thì thà mua cái cốt một nó vẫn ngon hơn cái cốt không mà về còn tốn tiền đi làm cốt, đúng không? Người ta làm cốt sẵn và còn ngon hơn. Thì cái đồ bên mình bán là nguyên dinh là một, cái thứ hai là hơi cốt không là còn 95%. Đó. Cho nên các bạn yên tâm mua về gắn chạy là bao mạnh, đút vô là bao bót cho các bạn luôn. Hai chúng ta lật ngược cái trái piston vô. Các bạn lật ngược trái piston các bạn đút nó cũng không vô nữa, chứ đừng nói chuyện khi các bạn dướng cái bạc đây nha. Đó, thì để mình đút vô. Đó, các bạn nhìn đi. Đút cái trái piston vô không là nó cũng đã bót rồi. Chứ chưa nói chuyện có cái bạc đây vô nó còn bót nữa, các bạn sẽ không bao giờ đút được nha. Đây. Anh em khi mua hàng bên mình có thể lật ngược cái trái piston lại thử. Nếu mà đút vô mà nó lỏng các bạn, nó lỏng luôn coi như là không có miếng hơi này luôn thì coi như là dục thôi. Đó, còn mình đút vô các bạn phải dùng lực các bạn dẫn mới được, tại vì nó xích, thấy không? Cái đồ dinh á, hộp kim của cái này nè tốt, hộp kim của cái trái piston này tốt, thì khi chúng ta xài đồ dinh rất là lâu hư. Còn đối với những chiếc xe gọi là chở nặng hay cài lâu nhiều á, thì làm cho cái piston này bị hư và cái nòng bị hư, sấy lên thì nó hơi nó mất dinh là nó không bao giờ còn ngon, nó không bao giờ còn mạnh nữa nha các bạn. Đồ lô nó không bao giờ, đừng có so sánh với đồ dinh nha. Đó, cục này rất là đẹp nha các bạn. Đây, đút vô nữa để từ từ chút xíu và tắt máy đút vô để chúng ta coi lại xem một lần nữa nè. Cái cục này là cực đẹp luôn nha các bạn, để nước sơn đen trên cái lồng này vẫn còn này, chưa có sơn lại luôn, cái nước sơn trên cái lâm nhôm này vẫn còn đẹp xuất sắc. Rất là ít khi để có được một cái cục đầu Dream Thái mà đẹp xuất sắc như vậy nha các bạn. Đấy, quá đẹp nha.
Rồi mình có cả bình xăng con với lại cái phao luôn. Đây bình xăng con cũng rất là đẹp, có cả cái bao tử zin luôn. Đây, nguyên cả một bộ combo, anh em nào muốn lấy nguyên combo thì lấy, hoặc là lấy lẻ từng cái thì lấy nha. Đây mình bán lẻ mà không ép không ép, anh em lấy cái nào nha. Đó, bình xăng con Rim Thái quá chuẩn các bạn. Đồ Rim Thái rất ít khi mà chúng ta xăng được nha các bạn, hơi bị hiếm, không phải lúc nào cũng có đâu, hơi bị hiếm nha. Đó đẹp. Đây những anh em là có nhu cầu xăng đồ Rim Thái liên hệ với mình. Đó, hiện tại đang có bình xăng con với lại cái cục đầu siêu đẹp nha các bạn, cục đầu siêu đẹp, cục này là hết ý luôn. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha. Còn những ngày ở khu vực Sài Gòn thì chúng ta qua tại shop của mình, các bạn nhìn hàng rồi các bạn lấy, các bạn trả tiền, với điều kiện là hàng còn, còn hàng hết thì các bạn lại phải tiếp tục đợi nha. Mình lưu ý các bạn rằng là cái cục đồ Rim Thái một tháng, thông thường trung bình một tháng có một cục nha, chứ không phải là ngày nào cũng có đâu nha các bạn, không phải xe Rim Thái đâu mà rã hoài nha các bạn. Trung bình một tháng có một cục nha các bạn, nếu hết là đợi nhiều khi có cả tháng, hai tháng là mới có một cục. Riêng cục này rất là đẹp, rất là nhiều anh em hỏi mình, thì cố gắng ai xem được video thì tranh thủ lấy trước giùm mình nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn đừng quên nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới nha, để theo dõi kênh video phụ thuộc xe cấp. Bên mình thường xuyên review những cái sản phẩm liên quan tới đồ Rim của xe cấp, đồ Rim 67, Charlie rồi các loại nha các bạn. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên nhấn nhận nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ thuộc xe cấp nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh phụ thuộc xe cấp. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ thuộc xe cấp hàng ngày nha. Ở trên tay của mình đang cầm cái bộ tem Rim của xe Honda Cup DD đỏ. Đây là tem Thái nha các bạn, tem Thái không phải tem Việt Nam nha các bạn. Đây là tem Thái, nó có 3 lớp lận các bạn, đế vàng 3 lớp. Đây tem Nhật Thái, tem Rim cho nên dán xe mà không bao giờ phai là ngon. Còn khi mà chúng ta dán bộ tem của Việt Nam cắt bằng đề can khoảng 20.000 tới 25.000 thì dán vô sau, một là bong, cái thứ hai là rách, cái thứ ba là phai màu. Đấy. Còn tem Rim là dán không lột được, khó phai màu. Đó. Mà nó còn có 3 lớp nữa, nó có những lớp bảo vệ, có đầy đủ tem thông số và tem chính ở trên đây. Rồi các bạn có nhu cầu mua tem Rim dán xe DD thì liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên nha. À, phương thức mua hàng của bên shop mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Những anh em ở khu vực xa, ở tỉnh xa, các bạn mua làm chuyển khoản trước bên mình ship bưu điện. Còn những anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua tại trực tiếp bên shop của mình để mà lấy trực tiếp nha. Rồi và các bạn đừng quay nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp hàng ngày nha. Bên mình thường xuyên có những cái sản phẩm độc lạ đẹp, Rim, hàng Rim, phụ tùng Rim theo xe, chuyên dành cho những dòng xe cấp. À, xe các bạn thiếu món nào cứ alo cho mình nha, có đầy đủ tất cả các món. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh phụ tùng Rim xe cấp. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh video phụ tùng Rim nha. Trên tay của mình hiện giờ đang cầm một cái cục đầu nòng Rim Thái. Trời, cái cục này mới về luôn các bạn. Mới về thứ 6 ngày 15 tháng 6, quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Cục này phải nói là cực kỳ đẹp, chưa vệ sinh nha. Chưa vệ sinh mà nó đẹp bá cháy của chét luôn. Xuất sắc. Cục này phải nói là xuất sắc trong tất cả những cục mà mình đang có nha. Rồi, xin mời các bạn coi chi tiết cục này nè.